Này bố tôi mỏi cái tay đâu mà chưa hết. Tôi tâm cá. Đây bạn bún đang tô màu vàng ở xung quanh cái mai rùa. Đấy rất đẹp đúng rồi. Chúng mình kết hợp màu xanh kết hợp màu vàng. Chào mừng các bạn đến với kênh Bún Bắp Tô Màu. Hai xin chào tất cả các bạn. Vâng bố bún xin chào các bạn. Hôm nay bố bún có con rùa và con cá mập đúng không bố nhỉ? Vâng ạ. Nhưng mà bây giờ bích xích cả hai. Bích xích cả hai. Hay hai bố con mình bảo thủ thi xem ai thắng được con rùa nhá. Nào. One, two, three. Cắt cả bố. Bố cả con cá. Ok. Đây điều màu của bố, điều màu của con. Ok, bố một con một hộp màu. Nhưng mà có bố được có hai mảng màu thôi, nhanh. Các bạn ơi, hai bố con có hai bức tranh. Hai con vật đều sống ở dưới đại dương đúng không? Đây, nhìn có mập của khác, nhìn béo ụ ra, béo ục, béo ịch nhá. Đây, cái bụng, cái thân nhá, nhìn béo dã man đúng không? Này, nhìn cái răng móm như hận bún ấy nhỉ? Có rất là nhiều răng. Cái con vặn bún. Đâu con rùa đâu con? Đây, hình này. Đây, con rùa của bạn bún, có cái mai rùa rất đẹp nhá. Bây giờ hai bố con sẽ tô màu để các bạn okay. xem hai bức tranh có đẹp không. Và sau đó các bạn hãy chấm điểm cho hai bố con xem hai bức tranh của hai bố con được bao nhiêu điểm nhá. Bây giờ mình sẽ thi ai tô trước, được không? Thôi, con cứ tô đi. Không sợ đừng thi con, bức tranh của mình thì mình phải hoàn thiện cho đẹp. Còn bức tranh của bố thì bố phải hoàn thiện chứ. Màu đầu tiên bạn bún sử dụng đó là màu xanh lá cây. Con dễ ơi. Theo bạn nghĩ nha, con sử dụng màu xanh lá cây kết hợp màu vàng ở cái mai rùa lại rất đẹp. Và màu đầu tiên bố bạn bún cũng đang tô, đây là màu chủ đạo con cá mập nha, đó là màu xanh ngay trời đấy, màu xanh đậm. Ô con cá mập của bố bạn bún rất là đơn giản, chỉ có hai màu, hai mảng màu, màu xanh đậm và màu xanh nhạt thôi. Con bảo là mỗi bố có một màu cơ mà. Nhưng mà cái màu của bố bé quá, bé quá thì tô là xấu, con lại cái đầu bút của bé. Mình cái màu bé mình chỉ tô cái mảng nhỏ thôi, chứ mảng to như này mình mà tô cái ngoài bút nhỏ là nó không đẹp một tí nào cả. Đúng rồi, chính xác đấy con. Cái mảng to thì chúng mình phải lấy cái đầu bút to, còn cái chi tiết nhỏ ấy chúng mình sẽ dùng những cái đầu bút nhỏ. Với bố cũng có hai màu mà, cả ở đây màu xanh nhạt. Nhưng mà màu này không có. Bố sẽ tô ở dưới đây màu vàng, màu hồng cho đẹp. Ô màu xanh nhạt đi bố. Nhưng mà mình có màu xanh nhạt thì mình có thể tô màu hồng. Thì nghệ thuật thì mình có thể sáng tạo theo ý mình mà con. Nhưng mà em nghệ thuật cao và sáng tạo kiểu gì cũng được. Ồ, nghệ thuật sáng tạo nhưng mà quan trọng phải đẹp, đúng không? Không đẹp thì mà không phải là sáng tạo, không phải là nghệ thuật. Ồ, cái màu này của bạn bún tô hay phết nhỉ? Màu cũng đẹp ấy. Rất thắm, rất đẹp. Này, bố tô mỏi cái tay đâu mà chưa hết. Tô tôm cá. Đây, bạn bún đang tô màu vàng ở xung quanh cái mai rùa. Đấy, rất đẹp đúng rồi. Chúng mình kết hợp màu xanh kết hợp màu vàng. Con tưởng là con lâu cơ. Con tô cứ như bay. Các bạn ơi, bạn bún nha, bạn ấy sử dụng màu xanh. Đây là màu xanh lá cây nhưng mà nhạt đúng không? Bạn ấy tô cái đầu con rùa. Đấy, đôi mắt chúng mình chừa ra, chúng mình có thể tô màu đôi mắt màu khác. Ví dụ như là rùa mắt đỏ chẳng hạn. Không, rùa mắt xanh. À, mắt xanh à? Ôi, đừng. Không, xanh khác mà mẹ. Không, con cứ sử dụng rùa mắt đỏ đi. Rùa mắt đỏ con... Ô, hôm chúng mình đi vừa mách thú này có con rùa mắt đỏ đấy con. À, đúng rồi, đúng rồi. Đâu, con đâu có nhìn thấy mẹ ơi. Ồ, đấy là con không chú ý thôi. Hay là con ba ba nhỉ? Con ba ba. Và của bố bạn bún, các bạn đã xong. Màu rất đẹp, rất thắm, màu xanh. Bây giờ bố bạn bún đang sử dụng màu tiếp theo, đó là màu hồng đấy. Màu hồng với màu xanh kết hợp nhau rất đẹp. Hai màu đối đầu nhau nhưng rất đẹp. Bạn bún cho một chút xíu màu xanh vào đôi mắt để tạo đôi mắt là trong veo đấy các bạn. Đây, vậy là bức tranh của bố bạn bún đã xong. Con cá mập nhá. Và bốn cái bong bóng, con cá mập có hàm răng trắng muốt. Và cái bụng màu hồng, cái thân màu xanh ra trời. Bây giờ đến bài của bạn bún. Con dơ cho các bạn cùng xem đi, để các bạn xem chấm điểm cho hai bố con mình. Con chưa xong bố ạ. Ô, con chưa xong. À, lâu lắm. Con trang điểm cho đôi mắt. Đây bố đấy cho, đấy được không? Con rút hẳn ra đúng không? Đâu xem nào. À, con người ở trong mắt. Ô, đen xì rồi. Để một ít trắng mới đẹp mà con. Con này để một ít trắng. Rồi. À, đây là rùa mắt đen. Đấy các bạn. Đây là bức tranh của bạn bún đây, bạn ấy kết hợp màu xanh đậm, màu xanh nhạt nha, có cả màu vàng.
Yeah. Các bạn ơi, vậy là hai bức tranh của hai bố con đã được hoàn thiện nha. Bố thì con cá mập, nhìn béo ú ú ú nha. Cái thân màu xanh, cái bụng màu hồng và bốn có bong bóng. Còn bạn bốn thì màu xanh hoàn toàn, nhưng bạn ấy khéo, bạn ấy gảy thêm một chút màu vàng vào xung quanh con rùa nhá. Nhìn rất đẹp, đó là cái mai. Đấy. Bây giờ nha, chúng mình sẽ dơ ra để các bạn xem, sau đó các bạn chấm điểm cho hai bố con xem bức tranh của bố được bao nhiêu điểm và của con được bao nhiêu điểm nhá. Các bạn nhớ chấm điểm cho hai bố con bốn các bạn nhá. Vâng, bố cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của hai bố con bốn nhá. Bye bye.